Hallo ihr Lieben, hier ist Tam. Schön, dass ihr mal wieder einschaltet. Wie lange habt ihr schon Deutsch gelernt? Ein Monat, zwei Monate, ein Jahr oder viel länger? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr von deutschen Muttersprachlern nur schlecht oder sogar falsch verstanden wurdet? Also ihr wurdet ständig nachgefragt, wie bitte? Was meinen Sie? Das ist für viele Lernende eine peinliche und nervige Erfahrung. Das liegt vor allem an eurer Aussprache. Ich kenne viele Leute, die zwar auf C1-Niveau schreiben, aber beim Sprechen sehr viele Defizite in der Phonetik haben. Ein Grund dafür ist, dass der Unterricht so konzipiert ist, dass Grammatik und Wortschatz die größte Rolle spielen. Das Aussprachetraining kann daher nur am Rande behandelt werden. Ein anderer Grund ist, dass Deutsch und Vietnamesisch keine verwandten Sprachen sind. Die Unterschiede zwischen den beiden Sprachen bereiten den vietnamesischen Lernenden oft Schwierigkeiten. Viele finden es ungewohnt, dass man beim Sprechen den Mund weit öffnen muss und die Lippen sehr aktiv sind. Außerdem braucht es viel Spannung, um die Betonung der Silben zu realisieren. Es ist eigentlich nicht so wichtig, akzentfrei zu sprechen, sondern eher die Wörter verständlich auszusprechen. Damit ihr eure Aussprache verbessern könnt, müsst ihr euch zuerst eure eigenen Fehler bewusst sein. In meinen Videos erkläre ich euch, was die typischen Aussprachefehler von vietnamesischen Lernenden sind und wie man sie beseitigen kann. Seid ihr bereit? Lass uns anfangen! Bước đầu tiên mình muốn hướng dẫn các bạn đó chính là việc kiểm tra khả năng phát âm của các bạn. Der erste Schritt ist, eure Aussprache zu überprüfen. Tất nhiên là tốt nhất đó là các bạn nói chuyện với người Đức và họ có thể đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên về cái việc phát âm của các bạn. Tuy nhiên thì đối với những bạn sinh sống ở Việt Nam hay là ở các nước khác không phải nước Đức thì cái việc để có một cái môi trường giao tiếp tiếng Đức hàng ngày như vậy thì nó không phải là dễ dàng. Bởi vậy nên là mình có một cái ý tưởng khác, đó chính là việc chúng ta có thể sử dụng cái Google Translate, đó là một cái app trên điện thoại các bạn có thể download về. Và khi mà các bạn bật cái app này lên, chúng ta có một cái chức năng đó là nhận diện giọng nói. Thì các bạn lựa chọn ngôn ngữ đó chính là tiếng Đức và tiếng Việt. Ok. Và sau đó các bạn ấn vào cái biểu tượng, ấn vào cái biểu tượng mic ở đây. Đó, rồi chúng ta sẽ nói bất cứ một câu nào đó. Ví dụ mình lấy những cái câu rất là đơn giản là Ich komme aus Vietnam. Thì nếu như mà cái app này có thể nhận diện được cái câu nói của các bạn thì là Aussprache của các bạn ok. Nữa, tức là cái khả năng phát âm của các bạn cũng tương đối ổn. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhé. Ich komme aus Vietnam. Sao mắt. Rồi bây giờ mình sẽ nói một cái câu dài hơn một chút nhé. Ich komme aus Vietnam und wohne zurzeit in Deutschland. Rồi nếu như mà có thời gian thì các bạn có thể thử nghiệm cái app này nhiều hơn một chút nhé. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta sẽ đề cập tới trong video lần này đó chính là Wortakzent und Silbentrennung. Có nghĩa là trọng âm của từ và việc tách các âm tiết trong một từ. Nếu như các bạn học tiếng Đức thì các bạn có thể nhận thấy một cái đặc điểm đó chính là tiếng Đức là một ngôn ngữ đa âm tiết, trong khi đó tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm tiết. Chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ nhé. Rồi các bạn hãy nhìn vào từ tiếng Đức sau đây. Từ tiếng Đức này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là gì ạ? Các bạn có biết không? Nó có nghĩa là ô nhiễm môi trường. Thay vì trong một từ ở trong tiếng Đức thì chúng ta dịch sang tiếng Việt chúng ta được bốn từ ô nhiễm môi trường. Bốn từ khác nhau. Còn trong tiếng Đức chúng ta sẽ phát âm từ này như thế nào? Umweltverschmutzung. Các bạn ấn nhận ra ở đây có bao nhiêu âm tiết ạ? Umweltverschmutzung. Chúng ta có 5 âm tiết cho một từ. Chính bởi điều này
Mà đối với những người Việt Nam học tiếng Đức, chúng ta có một cái vấn đề, đó chính là việc xác định được trọng âm của từ. Cái vấn đề này thì thường không được đề cập đến trong lớp học. Mình cũng, trước kia mình cũng có học tiếng Anh. Và một cái đặc điểm trong tiếng Anh đó chính là khi mà chúng ta học một cái từ nào đó thì chúng ta thường học cả cái phiên âm của cái từ đó là loud shift, tức là cái từ này sẽ được phát âm như thế nào và chúng ta sẽ phải học cái trọng âm của từ. Tuy nhiên thì trong tiếng Đức chúng ta không không có làm điều này, một phần bởi vì tiếng Đức cũng đơn giản hơn tiếng Anh, đó chính là chúng ta nhìn vào một từ và chúng ta có thể hoàn toàn ghép các âm lại với nhau và phát âm được cái từ đó, và chúng ta đọc như thế nào chúng ta viết như thế nào chúng ta sẽ phát âm như vậy. Tuy nhiên có một cái điều kiện đặt ra cho bạn trước, đó là các bạn sẽ phải học những cái phát âm của những cái chữ cái cũng như là những cái âm đơn giản đã. Chính bởi vì cái điều này mà khi mà các bạn học tiếng Đức một thời gian lâu hơn nữa thì các bạn sẽ nhận thấy là mình sẽ gặp những cái vấn đề bởi cái việc là lấy trọng âm của từ sai. Bởi vì cái điều này chúng ta không có đề cập đến trong lớp học, cũng như là chúng ta cũng không được hướng dẫn. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể tự bản thân mình cải thiện được cái việc phát âm của mình bằng cách chúng ta tìm hiểu cái việc lấy trọng âm của từ. Mình cũng có làm cái video về việc lấy trọng âm của từ cũng như là trọng âm của câu rồi. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại video Lektion 20 của mình. Mặc dù chúng ta có những cái nguyên tắc nhất định, tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái ngoại lệ. Trong cái quá trình mà mình sử dụng tiếng Đức hàng ngày thì mình cũng đôi khi gặp phải những cái từ mà mình phát âm lấy trọng âm sai. Và khi đó thì mình thường về nhà mình tra trong từ điển rồi mình viết lại những cái từ đó kèm theo những cái loud script, cái phiên âm của cái từ đó ra, mình lên một cái tờ giấy và mình dán ở trước mặt mình trước bàn học. Mình sẽ đưa ra cho các bạn hai cái ví dụ, hai cái trường hợp mình cảm thấy là ok, vì sao nó lại có thể như vậy? Nó là những cái trường hợp khá là đặc biệt. Rồi, các bạn hãy nhìn vào hai cái từ này. Các bạn thấy như thế nào ạ? Đó là hai từ mà chúng ta có hai âm tiết. Rồi, từ đầu nhất chúng ta sẽ phát âm. Các bạn nghĩ thế nào? Trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hay là âm thứ hai ạ? Các bạn hãy nghe mình phát âm nhé. Copy. Copy. Các bạn có nhận thấy là cái trọng âm của từ rơi vào âm thứ nhất hay thứ hai không ạ? Copy. Tức là nó rơi vào âm thứ hai. Còn đối với từ bên cạnh chúng ta, các bạn thấy như thế nào? Các bạn hãy nghe mình phát âm nhé. Folio. Folio. Các bạn thấy thế nào? Trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ nhất. Đó là một trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ hai, các bạn nhìn thấy hai từ này không ạ? Mỗi từ đều có bốn âm tiết và kết thúc bằng đuôi ik. Các bạn nhìn thấy từ đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt trọng âm vào âm thứ mấy ạ? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay là thứ tư? Các bạn hãy nghe mình phát âm nhé. Mathematic. Mathematic. Các bạn thấy trọng âm rơi vào âm thứ tư. Mathematic. Còn đối với từ bên cạnh, các bạn nghĩ là trọng âm rơi vào âm thứ mấy ạ? Rơi vào âm thứ tư. Này, French. Trọng âm rơi vào informatic. Informatic. Rơi vào âm thứ ba. Như mình đã nói, nếu bạn gặp bất kỳ một cái những cái từ nào mà nó có một cái phát âm mà nó nằm ngoài những cái nguyên tắc mà các bạn biết thì các bạn hãy viết những cái từ đó lại và chúng ta hãy cố gắng nhớ những cái trường hợp đó. Thực sự thì tiếng Đức nó không có khắt khe như trong tiếng Anh, nghĩa là nếu như mà các bạn đặt cái trọng âm của từ sai thì người ta sẽ hiểu sai nghĩa mà các bạn muốn muốn nói. Tuy nhiên thì trong tiếng Đức mình cũng có tìm được ra một vài những cái trường hợp mà nếu như các bạn chỉ cần thay đổi trọng âm thôi thì cái nghĩa của từ nó cũng sẽ thay đổi theo, hay là nghĩa của câu nó cũng sẽ thay đổi theo. Mình sẽ cho các bạn một vài những cái ví dụ. Rồi các bạn thấy đây chúng ta có từ. Nếu như mà các bạn biết thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tháng 8 đúng không? Rồi, chúng ta sẽ lấy trọng âm và âm thứ mấy các bạn có biết không?
Chúng ta có hai âm tiết ở đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy trọng âm là âm thứ thứ hai. Chúng ta sẽ có nghĩa là từ tháng 8. Der August. Der August. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn lấy trọng âm vào cái âm thứ nhất thì chúng ta sẽ được một từ có nghĩa khác hẳn. Der August. Der August. Nghĩa thường nói là Der dumme August. Der dumme August. Có nghĩa là những cái chú hề ở trong rạp xiếc mà thường đóng vai hề ngu á. Đó là một ví dụ. Một ví dụ khác, mình có hai câu sau đây cho các bạn. Và các mình sẽ đọc một câu thôi và các bạn sẽ xác định xem đó là câu thứ nhất hay là câu thứ hai nhé. Mathematik ist einfach. Mathematik ist einfach. Các bạn nghe đó là âm thứ câu thứ nhất hay câu thứ hai ạ? Câu thứ hai đúng không các bạn? Giờ các bạn có thể nhận thấy ở đây nếu như mà chúng ta thay đổi cái trọng âm ein hoặc là fach thì cái nghĩa nó sẽ khác hẳn đúng không? Mathematik ist einfach. Mathematik ist einfach, tức là môn toán thì dễ. Còn đối với câu Mathematik ist einfach. Mathematik ist einfach là môn toán, là một môn học. Một trường hợp khác mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là từ này. Ok, rồi các bạn nhìn thấy một từ viết hoa, chắc chắn nó là danh từ rồi. Một từ lại viết thường mà nó là tính từ, chắc chắn là các bạn cũng đều biết đúng không? Hai từ này lấy trọng âm khác nhau. Danh từ chúng ta sẽ lấy trọng âm vào âm thứ nhất hay thứ hai ạ? Âm thứ nhất. Perfect. Perfect. Còn đối với tính từ chúng ta sẽ lấy trọng âm vào âm thứ hai. Perfect. Perfect. Trong tiếng Đức thì chúng ta có rất là nhiều từ ghép nhá, tức là những cái từ đó thường ghép bởi hai từ hay là nhiều hơn lại với nhau thành một cái từ mới. Và đối với những người mà mới học tiếng Đức sẽ gặp một cái khó khăn, đó chính là làm thế nào để mà tách được các âm. Chúng ta không biết là tách ở đâu, tách như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể tra được trong từ điển. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tra trọng âm và tách âm ở trong từ điển nhé. Có những cái từ điển online mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí, ví dụ như là thefreedictionary.com hoặc là Duden hoặc là Langenstein. Mình sẽ để cái đường link ở phần hộp thông tin miêu tả dưới video nhé. Rồi, ví dụ chúng ta tra cái từ này ở trong từ điển thì chúng ta sẽ được một cái kết quả như sau. Các bạn thấy là chúng ta giữa các âm khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái dấu chấm để tách nó ra. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào đó để nhận biết. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể để ý thấy là nguyên âm A chúng ta có một dấu chấm. Có nghĩa là nguyên âm A này sẽ là nguyên âm được phát âm ngân âm ngắn. Và chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào đó. Về nguyên âm ngắn, nguyên âm dài thì chúng ta sẽ đề cập trong những video tiếp theo. Từ này chúng ta sẽ phát âm là Krankenversicherung. 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 Đối với từ này chúng ta vẫn còn thêm được một cái danh từ khác nữa vào sau nó. Thì trong âm chúng ta vẫn sẽ đặt ở âm đầu tiên. Và ở nguyên âm A sẽ vẫn là nguyên âm ngắn. Chúng ta có Krankenversicherungskarte. 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 Hay một từ khác, các bạn nghĩ là từ này sẽ lấy trọng âm ở đâu ạ? Các bạn thấy ở đây đó là chúng ta có dưới nguyên âm EI chúng ta có một cái gạch. Và cái gạch đó nói cho chúng ta biết đó chính là chúng ta sẽ lấy trọng âm của từ vào cái âm đó. Và EI sẽ đọc dài. Einkaufswagen. 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 Bây giờ mình sẽ có một cái übung, một cái bài tập nhỏ cho các bạn nhé. Các bạn hãy đọc cái đoạn text sau đây và nhìn những cái từ mà mình gạch chân ở dưới, hãy xác định xem trọng âm của những từ này là ở đâu.
Seid ihr schon fertig? Bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau nói về những cái từ mà chúng ta có trong đoạn test nhé. Từ đầu tiên, trọng âm sẽ rơi vào đâu ạ? Và âm tiết đầu tiên, Deutschland. Deutschland. Còn từ thứ hai, trọng âm sẽ rơi vào Schulpflicht. Schulpflicht. Là chúng ta sẽ rơi vào cái âm tiết đầu tiên. Từ tiếp theo, erste oder zweite Silbe? Schuljahr. Schuljahr. Rơi vào âm Schul. Và một cái trường hợp mà chúng ta vừa nhắc đến ở trước, tháng 8 là August. August. Còn tháng 9 chúng ta phát âm là gì ạ? Chúng ta ở đây có 3 âm tiết, thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2. September. September. Từ tiếp theo, Bundesland. Bundesland. Ở đây trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn một cái từ khác rất là dài nữa. À rồi, các bạn đọc từ này như thế nào? Normalerweise. Normalerweise. Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau đọc cái đoạn test với tất cả những cái từ mà chúng ta vừa mới đề cập và chia nhé. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Kinder müssen 9 Jahre lang in die Schule gehen. Ein Schuljahr beginnt im August oder September und dauert bis Juni oder Juli, je nach Bundesland. Die Schüler besuchen normalerweise staatliche Schulen. Hier zahlt man kein Schulgeld. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Kinder müssen 9 Jahre lang in die Schule gehen. Ein Schuljahr beginnt im August oder September und dauert bis Juni oder Juli, je nach Bundesland. Die Schüler besuchen normalerweise staatliche Schulen. Hier zahlt man kein Schulgeld. Chúc các bạn luyện tập thành công. Các bạn thân mến, việc chúng ta có thể phát âm được đúng trọng âm là một cái việc mà giúp cho các bạn có thể phát âm tự nhiên hơn, và cũng như là giúp cho cái người đối thoại với các bạn có thể hiểu chính xác những cái điều mà các bạn muốn nói. Bởi vậy, một lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là hãy nghe thật nhiều, hãy luyện đọc thật là nhiều. Và chắc chắn rằng sau một thời gian luyện tập, các bạn sẽ nhận thấy rằng việc phát âm của mình sẽ được tự nhiên hơn, sẽ được trôi chảy hơn. Và qua đó thì cái việc giao tiếp của mình cũng sẽ được thuận lợi hơn. Trong những video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái lỗi mà một người học tiếng Đức, đặc biệt là người Việt Nam, thường hay mắc phải. Và rất vui khi mà các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.